Mọi người tin là ở nhà tôi không có một cái ly nào để uống nước đâu. Hồi xưa toàn ly thủy tinh, giờ chơi cái ly này mà nó ọp ẹp quá. Thấy trên mạng bán cái ly một cái chỉ có 10.000 thôi, mà để là giữ nhiệt nha, bốn cái chỉ có 40 à, có nắp đậy nữa, giữ nhiệt không trời. Thấy cũng kính đó, cho mày khỏi đập nữa. Rút kinh nghiệm, không có mua ly bằng sứ nữa, mà xài ly nhựa thôi. Ủa sao bốn cái giống nhau hả? Cái này hình con mèo để mắt kiến, hình gấu. Hai con gấu này giống nhau nè. Trời ơi, con gấu giống nhau không vậy? Sao mua hình khác? Có mua một cái màu hồng, mình làm một cái màu hồng với nhau, hay có hai màu hồng. Dao lộn màu rồi. Đặt một màu, một xanh, một trắng, rồi cái kia lộn gì? Bây giờ thấy chưa, đặt một hồng, một xanh, một trắng mà nó giao vậy. Mình đâu có rảnh giỏi đâu mà mình đổi đi đổi lại với nó hoài đúng không? Mà phải nhận thôi. Đó. Trời ơi, cặp trắng, cặp xanh, tính mua mỗi cái mỗi màu khác nhau. Mặn ly có 10.000, bốn cái là 40, tiền ship nhiêu? Tiền ship 28.000, là tổng cộng là 68.000. À, cái gì coi, ổn không ta? Tôi đưa một cái 17.000. Nó nói giữ nhiệt được. Thì có nắp đậy, nữa mà có uống cái gì không có sợ con khế nó đổ, thọc cái mỏ vô, mà vẫn đánh đổ được nha. Giờ ở nhà tôi không còn cái ly nào bằng sứ, bể nát hết trơn. Như cái ly nè, tôi có một nắp, mất tiêu cái nắp luôn. À, cái ly này không mua, được tặng. Giữ nhiệt thì chắc đổ nước sôi vô được phải không ta? Được. Thôi thử Atido uống coi. Ồ, cái bông này ngon nè. Thế ơi. Một chút nhất dữ vậy. Atiso, mà khi người ta làm thành Sigo này người ta kêu là Atido. Kêu theo chữ người ta để luôn. Ai nước đá vô. Atido, Sigo. Ê, tính ra cái Atido này á, phải bỏ trong cái ly trong suốt nó mới đẹp, cái ly này nhìn hơi quấn, thơm không? Mát mát, lạnh lạnh, ngọt ngọt. Trời ơi, con dẻ nó nghe làm đồ ăn nó kêu la ngoài kìa trời. Chị coi Phương nó ra ngoài ngồi, nguyên đám đang ngồi trong cái bố thấy không? Nó quá trời có duyên luôn. Nó ngồi lên đầu bố mẹ. Ồ, không chạy nha. Đây cũng là cách làm quen với bốn đứa này nè, có thể chiều chiều mát mẻ là ở không trời nóng là chạy ra đây không gió. Trời ơi, cái ly có chút xíu xíu khế vô duyên, cho không uống thấy người ta uống chạy, uống không được bỏ vô trong, quê quá. Ok, sao với nhiệt có tốt không? Đậy nắp lại biết. Nói chung một ly 10.000 mà có nắp là quá ok. Nếu ở đây bán ngoài chợ chắc mua nhiều. Ở trên mạng ship nó 20 mấy ngàn. Mua là 4 cái này đúng. Ủa, vui quạo, ngầu. Ủa, con ngầu nó dắt hết 4 đứa con. Con mèo đâu? Không thấy mèo. Thấy khế ngựa không? Uống không được cái ngoe ngoảy bỏ vô trong. Thấy người ta vẫn ngồi cái chạy ra nữa. Mày cho nó uống mấy nữa đây. Thế nè, xào xào vô trong nó ra nữa. Thử đi Khê. Thơm lắm con. Adeso mát gan, thanh nhiệt. Không, kệ. Trời ơi, cái mặt nó quạo kìa ông ơi. Ê, cái bố này có con người ngồi, tụi bay ngồi ké nha. Trời ơi, con đứa nào đứa nấy cái mặt như đưa đám gì đó trời. Má ơi. Ý Ý và con ơi, có hiện tượng lạ nha. Mọi người thấy hai cái bông tím tím ở đó không? Cái đó là trồng hay tự mọc vậy? Không, nó tự mọc á. Cái con cá tài tượng có hổm bị trái dừa gớp trúng bể đầu quá, rồi cái má tụi mới chôn ở đó đó. Tự nhiên mọc cái bông đẹp lắm bà con. Biết bông này bông gì ha? Tại vì cái ao cá này toàn là nuôi không mà. Chứ dừa gớp trúng nó thấy nó nổi sát là chôn luôn chứ không ăn nha. Mọc cái bông này đây là bông gì vậy mọi người, để lại comment nha. Đó, thấy không? Có lụn chôn bên đó đó, đó cái đống gặp đó. Cỏ này ăn cá tài tượng, nó bự dữ lắm. Cỡ 2kg không? Trời, 5-6kg luôn á. Bự lắm, họ không được nuôi con làm cá tài tượng như cá tài tượng chúa vậy đó. Nuôi ở cái ao này lâu năm lắm rồi. Mà tới số chết á, chứ gửi chứ dừa gớp làm sao rồi bể đầu chứ queo. Cái tội nghiệp có chôn đây nè. Phải con cá này nuôi lâu năm á, cho ăn rồi nó cứ nổi lên. Mà sao nó mọc cái bông này bông gì? Nè, quay sát cho mọi người coi nè. Mọc nguyên đường dài bông kìa mà mấy cái kia nở. Rồi nguyên một đường dài luôn. Phương nói mấy đứa con của con gấu lùng á, nó có linh tính hay gì nha.
thường mà chôn cá hay là chôn chuột này nọ đó, thì nó lợi cái mã này ta nó phá, nó bươi nó quậy lên, còn cái mã của mẹ nó không đụng tới nha. Chứ hồi xưa mà gặp con rắn hay là mấy con chim mà chôn dưới đất đó, nó bươi nó phá, mà riêng chỗ này là không gớ tới, mà chỗ con cá tài tử cũng không gớ luôn đúng không? Không gớ. Ê, chỗ này cũng có cái bông thương cá tài tượng đúng không? Ê, mọi người biết chỗ này là bữa hổm tôi chôn con hamster đó bà con. Ê, cái bông đó chừng có người nào gieo giống hả mẹ ơi? Không có. Có ai gieo không? Không. Sao tự nhiên mọc vậy? Ồ, cái chỗ bông đó là gần cái miễu mèo. Quẹo quẹo vô trong là miễu mèo đó. Mà chó sủa ở video.